Hưng bắt đầu dự án bằng bài hát Dạ Khúc Cho Tình Nhân và Hưng đóng lại cũng bằng Dạ Khúc Cho Tình Nhân. Hưng biết ơn bài hát này, biết ơn anh chị Lê Uyên Phương đã viết bài hát quá hay, làm cho Hưng yêu, yêu tới mức mà cái chủ đề của nó khó tìm một cái chủ đề nào, một cái tựa đề nào, bài hát nào hay hơn để có thể gói gọn tất cả những gì mong muốn để gửi vào trong cái một cái dự án như này. Đó. Sau đó thì cũng có rất là nhiều những cái bạn khác cũng chọn dự án với cái chủ đề na ná như vậy, mặc dù câu chữ nó khác nhưng mà nội dung chỉ một. Thậm chí Hưng cũng đã từng nghĩ ra cái nhạc tình muôn thuở hay tình cam bất tận, tất cả những gì đó, nhưng để không thoát qua khỏi cái điều mong muốn mình gửi bài hát đó cho người yêu âm nhạc, người tình của mình, tất cả đều gói trong đó, thì cái Dạ Khúc Cho Tình Nhân này nó quá trọn vẹn, cho nên là không có gì hay hơn cái câu hát đầu tiên là Ngày Em Thắp Sao Trời. Và cũng chính là cái ngày mà Hưng đã đặt bàn chân của mình xuống dòng nhạc xưa để chinh phục và gặp rất rất nhiều những cái nghi ngờ, những cái sự chê bai, những sự không đón nhận đó, để cuối cùng Hưng kéo dài tình yêu tới 19 năm. Và Hưng cũng là được báo chí, ngay cả Cao Phương Dung hay là những anh chị em trong nghề thương tặng cho một cái không dám nói danh hiệu, một cái huy hiệu nhỏ, là người đã có công mang Bolero trở lại một cách rực rỡ. Cho nên là đối với âm nhạc ở Việt Nam, cái dòng nhạc Bolero cả một kho tàng rất lớn, và Hưng đã dùng một cái ánh đèn nho nhỏ của mình, sức chiếu, sức ảnh hưởng của mình với một ngôi sao nhạc trẻ ở thời điểm đó, đã dấn thân vào nhạc xưa và đã thắp lên cả một cái vùng trời yêu Bolero trở lại. Nên như vậy cho nên là với câu hát này nó vô cùng ý nghĩa, cho nên là Hưng dùng Ngày Em Thắp Sao Trời cũng đúng với công việc mà Hưng đã làm, công việc đã kể chuyện Bolero cho người xưa, và tới ngày nay là người trẻ đã đón nhận Bolero thế nào. Gọi là thậm chí có những người chưa bao giờ biết Sài Gòn có cái đó, cái ngôi nhà đó, hay cái bồn nước đó, hay cái mùi hương của cục xà bông cô ba đó, đó, hay cái máy hát là sao luôn. Rất nhiều cái comment của các em đó, nhờ anh Hưng, nhờ ekip thì tụi tôi mới lục lọi là tất cả những cái gì mà nó thuộc về Sài Gòn. Ngay cả ekip thực hiện là những người rất rất trẻ luôn, tới ngồi bàn Hưng nói chuyện ra cho nghe hết tất cả những cái gì thuộc về kiến thức của Sài Gòn xưa, thì em nó bị cuốn, bị hút vô, bị mê đó, mà dấn thân mà đắm chìm nắng mưa ngày gió bất kể. Và họ tự cho rằng là cảm ơn anh đã cho em thêm những kiến thức đẹp về kỷ niệm của ba mẹ em mà em chưa từng được biết. Cho nên là cái chữ Ngày Em Thắp Sao Trời đó nó đầy đủ ý nghĩa cho công việc mà Hưng đã từng làm, đã và đang làm, đem Bolero, đem nhạc xưa tới với rất nhiều góc cạnh khác nhau trong cuộc sống. Linh cũng thắc mắc hoài là tại sao anh Hưng rất là ưu ái và mời Linh trong những cái đêm diễn của anh, bé ơi Hà Nội nhé, Sài Gòn nhé. Thì tuy nhiên là lần này thì show tại Hà Nội Linh cũng không tham gia được do đã có lịch rồi. Nhưng mà Linh cũng thấy rất là ngạc nhiên là mình cũng ba hồi lắm, thế này thế kia, mà sao anh cứ rất là nhất quán là bé hát chung với anh. Ví dụ như Linh chia sẻ với quý vị là tính của Linh nó cũng không có được ngoan hiền cho lắm. Lần trước họp báo của anh ra mắt cái album thì Linh ngồi, Linh đáng lẽ là Linh sẽ lên sân khấu hát với anh đó, nhưng mà tại vì lúc đó Linh không có trừ hao cái thời gian, mà cái thời điểm cuối năm thì em cứ xếp lịch nó gần gần nhau, thì tới cái giờ mà sắp lên hát tới nơi rồi thì Linh bị một bên chương trình quay hình hối quá, vì còn nhiều chị chờ, em cũng sợ bị chửi là dữ lắm, thì thôi thà em nghe anh chửi một người thôi. Thế là Linh phải chạy đi. Trong bụng Linh nghĩ trời, chắc ông Hưng ông giận mình lắm, chắc ông không có nói chuyện với mình nữa đâu. Nhưng tới sinh nhật Linh, anh Hưng quay một cái clip gửi qua tặng cho Linh hết hồn luôn đó. Trời ơi, sao mà anh có thời gian để anh làm những cái nhỏ nhỏ như vậy. Anh nhớ tới, rồi anh bỏ công ra dành thời gian cho những điều nhỏ nhỏ. Thì Linh nghĩ là đó là những điều rất là đáng quý, rồi Linh phải học ở anh Hưng ở những cái điểm này. Như hồi nãy anh cũng nói cái chuyện là quảng cáo 5-6 tháng sau người ta để hình, anh cũng vậy luôn. Tức là những cái điểm mà Linh thấy là đúng là phải cao thủ lão làng mới chơi được những cái tâm lý rất là dữ dằn như vậy. Thì nói thật với quý vị là xuất phát điểm là vì Linh rất là mến mộ cái khả năng tổ chức và sắp xếp của anh. 3 đầu 6 tay, 12 cái chân, cái gì anh cũng làm từ A đến Z, mà anh nhắc từng ly từng tí một.
thì Linh lúc nào cũng muốn là được ở gần những người như vậy, làm việc với những người như vậy để mình giỏi hơn. Còn về âm nhạc thì cái thể loại thì như anh đã nói, nó không phải là những cái vùng đất mà Linh hay là Quân có thể thể hiện tốt nhất, có thể không, cũng không phải là sở trường. Nhưng đối với Linh, âm nhạc là đam mê, là lẽ sống đi, thì nó cũng là một cuộc dạo chơi nữa. Và Linh muốn là với cái giọng hát của mình qua nhiều năm, mình cố gắng để cho mọi người thấy rằng cái nghề ca sĩ của anh em mình lung linh, nó tỏa sáng. Thì với cái giọng ca này, mình muốn thử sức ở nhiều sân chơi, và nhất là cùng chia sẻ sân khấu với một đại ca như thế này thì không có lý do gì để mà từ chối. Anh quá là dễ thương luôn ạ. Linh xin hết. Vâng, chắc sẽ có rất là nhiều khán giả cũng như là anh chị em báo chí cũng có thể thắc mắc là Hưng đã đo các giọng hát này như thế nào mà mạnh dạn mời họ, đặt để họ vào những cái phần song ca với mình như vậy. Hưng nghĩ đó là món quà ông trời ông tặng cho Hưng, là cái nghe và cái đánh giá mình biết chắc chắn là người này sẽ làm được gì trong giọng hát. Ngay cái thi năm đó em thi Việt Nam Idol xong, Hưng có nhắn tin một cái xin số ai đó để xin cái tin con bé này. Em ơi, những năm trước em ở đâu? Đó, nói như vậy là đủ hiểu là em quá hay, quá tuyệt vời, mà sao bây giờ mới lú ra, mới trồi lên. Đó, thì với Trung Quân, đó, thì Hưng phải cả một cái mashup như vậy, cả một cái album vậy đó, phải chọn một cái gì đó, phải hợp lý. Mà khi làm việc với Trung Quân, thì với cả Uyên Linh vậy nữa, hai em này là đứa nào cũng dãy dụ hết trơn á. Cho nên là mình nói yên tâm, tao sẽ làm cả đồ chơi đường phố với đồ chơi sang trọng đúng tính cách mấy đứa luôn. Đó, chọn cái nào thì chọn. Hay là đưa cho Trung Quân cái bản hòa âm đó, xong rồi anh thấy già quá Quân, Trung Quân, để anh đổi lại hòa âm khác, là lại một lần nữa lột hết tất cả cái đó ra, làm lại cái bản mashup lo-fi kiểu mới để cho hợp với tính cách của Trung Quân. Còn với bé này mình làm hai bản hòa âm luôn, xong mình thuyết phục mà rồi trổ tài ra nữa, thuyết khách lắm. Nhạc sang thì ai cũng nghe mày hát rồi trơn á, đi hát đường phố đi, có nhiều khán giả là người đông lắm, thích hơn, thấy Nguyên Linh lạ hơn, thế là bà bị dính chưởng vì mua chuộc. Và cảm ơn các em đã tin tưởng anh, đã nhận lời. Và cái lần này cũng vậy nữa, Hưng cũng có chat trong group luôn á, tất cả trang phục của tụi bay là để yên đó anh lo nha. Cứ tới hát thôi, còn lại đẹp đẽ tất cả mọi thứ để anh lo hết đó. Thì mới ăn xong được với tất cả những cái khung cảnh, bối cảnh và hình ảnh, hình dung được đó. Không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết kể vậy để cho mọi người có bài để viết thêm thôi. Cảm ơn mọi người thật nhiều. Vâng. Cái live show kỷ niệm 19 năm theo đuổi bolero của anh Hưng thì em không thấy cái sự xuất hiện của anh Vũ Hòa là một người bạn rất là thân của anh. Thì em muốn tò mò về điều này là... Rồi, trả lời luôn. Em tự hình dung ra đi. Nếu Vũ Hòa nói bolero nó như thế nào nhỉ? Nó vui dữ lắm em, đúng không? Vũ Hòa bolero là một trường phái lạ lắm luôn đó. Phải cần có một cái giai đoạn để cho Vũ Hòa ra hẳn một album bolero vui đó, cho mọi người đón nhận thì mình mới dám mời được. Thật ra thì mình phải cân nhắc thật là kỹ. Có những ca sĩ họ thuộc về trường phái sôi động, hoặc là làm cho màu sắc âm nhạc nó vui tưng bừng thì mình sẽ đưa vào. Còn có những cái màu sắc âm nhạc nó hơi đòi hỏi một cái sự mà dàn trải và nó u buồn tâm trạng thì Vũ Hà không bao giờ có tâm trạng gì buồn hết trơn, cái cuộc đời nó vui không à. Cho nên là nó hát bolero sẽ rất khó đó. Cho nên là anh lúc đầu là có dự án trước, là mình có chuẩn bị sẵn mời Vũ Hà rồi đó. Đó, nhưng mà sau đó thì cái dự án đó được dừng lại, bị dừng lại, cho nên là Vũ Hà cũng được đóng gói cất vô kho chưa xài. Cảm ơn em. Dạ, thế còn câu hỏi thứ hai nữa là kể về hành trình 19 năm của bolero thì em cũng rất là tò mò, không biết là cái người dẫn chuyện của để kể cùng anh thì là ai, hay là chính là cái nhân vật khách mời bí ẩn này ạ. MC đó. Cảm ơn em. Từ xưa đến giờ show của Đàm Vĩnh Hưng ít khi nào có MC lắm. Hưng sẽ là người đảm trách hết tất cả mọi công việc dẫn dắt, kết nối từ câu chuyện bài này mở màn cho tới kết thúc là Hưng tự
Tại vì Hưng sợ nói rằng người ta giận, chứ còn cái thời gian thì Hưng bị ham hát mà quá nhiều bài mà phải dành thời gian cho các bạn MC để dẫn đó, thì mình sẽ bị hát ít đi, cho nên là nó cũng giống với rất nhiều những chương trình khác, cho nên là Hưng không có mời MC vào trong live show này. Người dẫn chuyện cũng chính là Hưng và anh Vi Mỹ nha, và bối cảnh và các ca sĩ sẽ là những người cùng Hưng kể những câu chuyện đó, dẫn mọi người đi tới những nơi mà Hưng mong muốn. Và khách mời đó, hai vị khách mời đặc biệt đó thì chính vì các bạn làm truyền thông cũng biết rồi, bên Hưng cũng có ở cái truyền thông cũng muốn có một cái gì đó để nuôi cái content này nó dài dài xíu, chứ ngày mai là có cả một cái content khác nó ập lên là nó đè bẹp cái sự kiện này rồi, cho nên Hưng tiếp tục giữ cái khách mời đó bí mật để tiếp tục nuôi dưỡng content để mọi người tìm tới mua vé mà xem show nha. Hưng chưa có tiết lộ được, thông cảm giùm Hưng, sẽ tiết lộ thôi, cũng chính các anh chị là người được gửi thông tin đầu tiên hết, yên tâm. Với 19 năm và 10 album mà anh phải chọn lọc thật là kỹ những gì đình đám nhất, tượng đài nhất của Bolero để đem ra hát, thì với để 1-2 năm thêm một lần, thêm một lần nữa, mình phải có bao nhiêu bài nữa, bao nhiêu album, bao nhiêu bài nữa có đủ làm live show nữa? Không có. Nên là anh đã nhắm kỹ lắm rồi, anh mới quyết định dùng cái chữ cuối cùng để dừng lại một nơi đẹp nhất, nơi cao nhất của sự yêu thương, sự ngưỡng mộ, sự đẹp đẽ. Chứ còn mình cố nữa mình sẽ kéo nhau nhiều, hành hạ nhau, tội nhau thêm. Và cái nhạc trẻ là vẫn là cái bản chất con người thật của Hưng nhất đó. Quậy tung sân khấu vẫn là cái điểm mạnh của Hưng. Hưng không có đàng hoàng lâu được, cho nên là phải chắc chắn phải quay về với nhạc trẻ. Và Sài Gòn ấy, xã hội có cái đồ chơi gì anh sẽ chơi cái đó. Đó là cách của Hưng. Sẽ tính theo cái sức hút của cái âm nhạc, cái thị trường có cái màu sắc gì và khán giả thích gì thì sẽ chiều theo đó. Cảm ơn em nha. Có ai hỏi gì Vũ hay là hỏi Uyên Linh nữa không? Anh Mỹ nữa nè. Xin mời các anh chị, chúng ta có thể giơ tay cho chúng tôi chuyển micro đến nè. Lương bổng này nọ đó. Cái này để Vũ hỏi luôn, anh Hưng ơi. Nói đi. Nó lương bổng đó, giờ trả tôi nhiêu? Oh. Mời, mình đồng ý xong rồi mình chưa biết sao luôn á. Nhưng mà thôi, sẵn ở đây thì nhân dịp đây là cái show 19 năm của anh Hưng. Mình cũng biết nhau 20 năm hơn đúng không? Thì sẵn đây thì Vũ xin là không nhận lương ở trong chương trình này. Ôi trời ơi, thêm một gánh nhẹ quá luôn. Gánh nặng được tháo gỡ, cảm ơn em. Cảm ơn Vũ rất nhiều. Đừng nói vậy mà công cái lĩnh tưởng mình gài nên nó cũng tuyên bố theo giờ. Em xịt keo. Thật ra thì mọi người thừa biết, trong giới ai cũng biết, Đào Vĩnh Hưng chưa bao giờ để những cái điều đó để cho em Út hay là đối tác thất vọng về mình cả. Tại vì khả năng mình in ra được, mình làm được, để một vì vài bước sáng cắt đồ này ngắt đồ kia để cho người ta có cái ấn tượng xấu mình lần sau mình khó mời đó, là không có tên Đào Vĩnh Hưng. Luôn luôn trên cơ, luôn luôn đẹp và luôn luôn tuyệt vời với mọi người. Nguyên Khang. Dạ, đúng mà. Vậy thôi em vẫn xin nhận lương ạ. Giá vé lần này thấp nhất là nhiêu và cao nhất là nhiêu ạ? Thấp nhất là 1 triệu. Dạ. Và cao nhất là, cao nhì là 7 triệu thôi. Yeah. Còn cao nhất thì ta mua hết trơn rồi. Cho nên là có vé 2 triệu, có vé 3 triệu, có vé 5 triệu để cho mọi người có thể lựa chọn cái vị trí. Hơn ạ, có thể hơn ạ. Vé này có bao gồm tiệc rượu hay là tiệc ăn uống gì không? Không, em lần này có ca nhạc thôi. Dạ. Ý là ôm hôn thấm thiết. Cảm ơn anh. Tại đây, show diễn tại đây nha mọi người nha.